Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình có giới thiệu cho anh em cái cốt cam buổi trưa nay. Thì cái cốt này anh em thực chất là nó rất là mắc tiền nha. Cốt này là ngày trước Đạt bán là 600 đến 700 ngàn một cây. Nhưng mà nói chung là đợt này thì được giảm rất là nhiều anh em. Nhất là đợt giữa năm này. Thì với lại bên mình thì đợt này là số lượng rất là lớn luôn. Gần 1.000 cây. Cho nên là giá nó rất là tốt. Thì giá nó tốt cho nên là mình cũng gửi tới cho anh em một cái giá cực kỳ ok luôn. 250 ngàn một cây. Mã của cây này nó là GN5900. Bên này nó có một cái tem nội địa Thái này. Bên này nó có một cái tem mã GN5900 này anh em thấy không? Đó, rất là xịn nha. Thì cái cốt cam này là đến từ Made in Thái Lan nha anh em nha. Made in Thái Lan. Đó. Và một cây như thế này á thì giá, đây mình sẽ lấy cho anh em coi, mình hiểm đạt thì không bốc phép anh em bao giờ. Mình là có sao nói vậy. Đây mình sẽ bật cái giá cho anh em coi, giá ngày trước cho anh em coi là như thế nào. Đây mình sẽ bật cho anh em coi ha. Vì giá nó rất là cao. Nhưng mà bây giờ thì tình hình là, thứ nhất là cái cốt này là cái cốt cam nội địa Thái, thì cái giá nó bản chất nó cũng tốt hơn một chút. Và thứ hai là cái hàng này thì mình nhập số lượng rất là lớn, cho nên là cái giá nó cũng bình ổn hơn cho anh em chút xíu ha. Đây này, ngày trước thì cái giá này của nó là cam và cò. Đây nó tới là 1.250.000 một cặp lận, là cả cam cò luôn. Thì nó hơi mắc nha. Đó, cốt cam và cò này. Đây, cốt cam đây, cò đây, trong hình đây này anh em thấy không? Đó, thì là 1.250.000. Thì bản chất ở đợt đó mình bán thì cái cốt cam là 700.000 và cái cò là 650.000. Thì 1 triệu là 1.350.000. Anh em mua một bộ thì bớt được 100.000, còn 1.250.000. Và hôm nay thì mình lên cho anh em cái cốt cam này. Là nó là giống cây kia 100% luôn. Mình khẳng định giống cây kia 100% luôn. Và thậm chí nó còn xịn hơn nữa nha. Đây, một cây cốt cam của nó này được đóng vào một cái gói, một cái hộp nha, một cái hộp. Và trong một cái hộp đó có một cái bịch chống sốc, và trong bịch chống sốc này là của cây cốt cam của anh em. Thì đây cái cốt cam của anh em đây. Nó được thoa một lớp mỡ lên nha anh em nha, để tránh hiện tượng reset. Thì phía trong này là anh em sẽ nhìn này. Đây cái cốt cam nó sẽ có mã nha. Một dòng mã đây này. Đây tiếp theo là một dòng mã nữa này. Dao băng, anh em thấy không? Hơi có mã dao băng không? Đó. Và đây bạc đạn là NTN nha anh em nha. NTN nha. Đó, và bạc đạn nhỏ nha. Đấy. Thì bên này nó cũng có một bạc đạn lớn, nó cũng những cái mã y hệt như vậy luôn. Đấy, mã dao băng này. Thấy không anh em? Đó, dao băng. Ở đây là mã là NTN này. Đấy, NTN. Và đây nó có một thêm một dòng mã nữa. Nó có tới 3-4 dòng mã rồi nha. Rất là xịn sò luôn. Anh em lên xe là không phải nghĩ nha anh em nha. Đây con này thì nó sẽ làm cái phần đầu của cam theo cái dạng mà xoáy ly tâm này. Rất là đẹp. Và gối cam thì thôi khỏi phải bàn luôn anh em. Gối cam thì không phải bàn đâu. Cực kỳ đẹp luôn. Gối cam rất đẹp. Này thì không phải suy nghĩ nhiều nha anh em nha. Chất lượng là không phải bàn luôn. Mà mức giá thì cực kỳ tốt, 250 ngàn một cái. Nhiều anh em cứ nói là cái này nhiều lúc không tin được, ngon bổ rẻ làm gì có. Nhưng mà thực sự cái này rất là ngon, khẳng định với anh em luôn. Thì để đảm bảo cho anh em mua về, anh em sợ, anh em cảm thấy không yên tâm, bên mình hỗ trợ bảo hành một đổi một cho anh em trong vòng 60 ngày. Nếu có bất kỳ hiện tượng như là lún ha, lún gối cam, kêu cam hoặc là bị xè, bên mình đổi 100% cho anh em luôn trong vòng 60 ngày. Cho nên khi anh em mua là cực kỳ yên tâm luôn. Thì từ buổi trưa tới bây giờ mình đang lên á, thì nếu mà nói về số lượng bán nó cũng rất là nhiều rồi. Và thực sự cái giá 250 ngàn nó chỉ bằng mấy ly cà phê thôi. Mà anh em cũng biết rồi, anh em thợ á, là anh em rất là rành luôn. Tại vì khi mà một thời gian sử dụng á, là cái xe, những cái xe đời mà gắn được cái cốt cam này này. Mã của cái cốt cam này là GN5900, nghĩa là anh em có thể gắn được cho các dòng GN5 và các dòng KEV luôn. Ví dụ như là rim Super, rim Thái, rim Lùn, rim Archer, các dòng City, rồi quay alpha, quay thái 110, quay thái 100, phụ trợ 1 là nó gắn được luôn, chung với nhau rim tàu, quay tàu nó gắn được hết nha. Thì một cái bộ như thế này á thì anh em sẽ thấy một sau một thời gian sử dụng nó bị hư, nó bị kêu cam cò rất là dữ. Thì cái bộ này khi anh em gắn vào cực kỳ êm ái luôn. Và mình nói thẳng thực sự với anh em, 250 ngàn nó chỉ có khoảng vài ly cà phê rồi mà anh em có được một cây cam như thế này không phải là dễ nha anh em nha, không phải là dễ để mua được đâu. Và cái này thì bữa giờ rất là nhiều anh em hỏi đạt nhưng mà mình hết hàng. Đến hôm nay mình mới có lại hàng thì cũng muốn quay lên giới thiệu cho anh em. Thực sự cái sản phẩm này mình rất là ưng ý và mình thực sự muốn giới thiệu cho anh em luôn.
thì anh em chúng ta mua về sử dụng rất rất là ngon. Anh em thợ thì không không phải bàn rồi, giá này rất là tốt. Và riêng anh em thợ mua 10 cây 20 cây lúc nào cũng có giá hữu nghị cho anh em nha. Anh em mua 5 10 cây là có giá tốt rồi. Đấy, mã là GN5900 cho anh em nha. Anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.